Trang Yến xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023. Em lên một cái video mới, mời cô chú anh chị mình theo dõi hết video. Ai có nhu cầu mình mua cây giống độc lạ thì mình có thể liên hệ với em qua số 0967439699 nhá. Em vào việc luôn nhá mọi người ơi. Đây em đang có một cái cây nho như này. Đó, nó là cây nho thân gỗ tứ quý. Ở đây nho thân gỗ 12 vụ này. Hàng này là gốc khoảng độ 1 phân 7 đến 2 phân có đế lổi nhá. Còn như này nhá, em đánh số 1 này. Cái cây này em đánh số 1 nhá. Mọi người ai lấy cây này thì comment lên cho em, à nhắn tin cho em nhá. Nhắn tin cho em hoặc là gọi điện cho em lấy cây này, cây nho đầu tiên nhá. Cái đế nổi. Cái hàng này thì em bán có 350k thôi mọi người nhá. 350k một cây này. Đó, 350k một cây. Còn hàng tứ quý đây ạ. Còn đây là hàng tứ quý cho bác nào thích hàng tứ quý. Cái này tầm 2 phân rưỡi nhá. Gốc tầm 2 phân rưỡi, bền 3 phân, cây siêu đẹp luôn. Hàng già ơi là già luôn nhá. Cây già cực kỳ luôn. Cây này em để số 2 nhá, đang hoa này. Đang hoa nhá, tất cả các cây đều đang hoa đang quả. Mình về mình trồng ổn định 1 đến 2 tháng là cây hoa quả nhiều cho em mình rồi nhá mọi người nhá. Đó, cây này cây số 2 em. Cây này thì em để mọi người là 700k nhá mọi người nhá. Đây em để 700k này, bác nào lấy thì comment lên cho em nhá. 700k tứ quý Đài Loan, hàng nhập khẩu nhá mọi người nhá. Hàng nhập khẩu siêu đẹp. Đây, cây này em để cây số 3. Cây số 3 nhá, cũng 700k luôn. Cây này thì siêu to. Hàng này là hàng đan thân nhá. Hàng này là hàng đan thân xoắn này. Cây số 3 nhá, hàng đan thân xoắn. Này, đang hoa quả. Chi chít siêu già và cây này rất xòe nhá. Cũng 700k nhá mọi người nhá. Đó, cũng 700k, hàng to đấy ạ. Hàng đan thân này mọi người có cái cây này đan thân mọi người lấy đi, mà thật đẹp quá. Cây quá đẹp luôn. Đây còn hàng này thôi hôm nay em để rẻ cho cô bác anh chị mình. Trời ơi quá đẹp luôn một cặp này. Bác nào lấy luôn cái cặp này không ạ? Cặp nho này siêu đẹp luôn này. Đó hàng cái này, hàng này mình mà trồng thì rất là giá trị luôn nhá mọi người. Đây để em xoay cái chiều của nó ra cho mọi người xem. Đó này. Nó thẳng tắp luôn ý ạ. Hai cái cây này nó thẳng tắp luôn. Bác nào lấy cái cặp này em để mình 450 nhá. Đó, cái bác nào lấy cái cặp này em để mình 450. Cái cặp này siêu đẹp luôn, đều thân đều lắm. 450 cặp này nhá mọi người. 450 cặp này. Còn ngoài ra này em có cái hàng này là 150 một cây này mọi người. Hàng này là hàng cũng hàng cây chiết nhá. Hàng này hàng cây chiết mới về mọi người. Hàng cây chiết mới về, về trồng cũng có quả liền đấy, nhanh quả lắm. Hàng 12 vụ mọi người nhá, 150k. Còn đây là hàng ấy này, hàng hàng lá nhỏ nhá. Hàng này là hàng lá nhỏ 60k. Hàng lá nhỏ 60k, bác nào lấy thì comment lên cho em nhá. À thì nhắn tin cho em, nhắn tin cho em cây này hoặc là gọi điện cho em. Em còn một cây hải kỳ lam đỏ nhá. Hải kỳ lam đỏ cây 100% có trầm. 100% ra trầm hương nhá. Hải kỳ lam ghép ở dưới là hải kỳ lam trắng, còn ở trên là ghép hải kỳ lam đỏ mọi người. Đó, cây như thế này nhá. 250k còn một cây ạ. Còn một cây bác nào lấy thì comment lên cho em nhé. À nhắn tin cho em. Trời ơi đợt này cứ comment thôi. Nhắn tin lên cho em nhé. Hải kỳ lam. Đây em bảo em quay tiếp này mọi người. Còn một cây này là một cây can gian. Cây đào, cây hoa anh đào can gian siêu đẹp này. 1,5m nhá. Cây 1,5m lên lớn nhanh lắm rồi. 1,5m này. Đó 1,5m là 290.000 nhá. 290.000 ạ. Em còn một quận tử đằng này, em sale lốt cho bác nào lấy là 250k nhá. 250k cây quận, một quận tử đằng này. Hôm nay còn gì sale lốt nha mọi người nhá. Hôm nay còn gì là sale lốt để em về hàng mới này. Sắp tới về Tàu Tàu. Đây có một cái cây nho này này, cây nho hàng chết đế lổi. Đó mọi người nhìn thấy đế lổi không? Nó lại nằm xoắn như này. Xoắn rất đẹp nhá. 150k nhá, cây rất là già này. 1/2 luôn, 1/2, 1/2 luôn nhá mọi người. 1/2, 1/5 luôn mọi người lấy. Cây này thì mọi người chụp ảnh vào cho em. Tại hôm nay em không đánh số nhé. Hôm nay em không có đánh số đâu. Đây cây xí hồng này còn lâu quá này mọi người ơi. 950 em sale lốt nhé. Sale rưỡi cây 950 cây xí hồng này. Bác nào lấy là nhắn em. 950 này. Trời ơi nó quá là đẹp luôn. Đó 950 nhé. 950 bác nào lấy nhắn cho em này. Đây là em còn hai cây bi hoa. Hai cây bi hoa bác nào lấy nhắn cho em nốt là 200k một cây nhá. 200k một cây, bác nào lấy thì nhắn cho em. Hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ hàng Thái Lan đấy ạ. Hàng em đã ra chậu rồi nhá. Em đã ra chậu như này rồi, 750k. 750k một cây. Dâu tầm Đài Loan này. Dâu tầm Đài Loan là 150 hai cây nhá. Nếu lẻ là 80.
làm đâu, lấy hai cây, lấy một cặp ý ạ. Mình lấy một cặp ý thì em sẽ để cho mình là 150k hai cây nhá. Số lượng còn có vài cây thôi, dãy ra này. Cây nuôi từ năm ngoái rồi, rất là khỏe đẹp nhá mọi người nhá. Còn đây là cho bác nào hôm trước hỏi em Phật thủ mà bảo em quay video, nhưng đợt này em cũng hơi bận cho nên lúc này mới quay được video gửi cho các bác này. Đây, Phật thủ hàng cây zin, cây nhập khẩu nhá. Cây zin, cây nhập khẩu này. Đang quả như này này mọi người. Đó, đang quả như này nhá. Đang quả. Đó, cây Phật thủ, cây zin đang quả như này. Và có cây thì đang hoa, có cây thì đang quả. Nhưng nói chung là cây đều đang hoa, đang quả. Và cây nguyên chậu, cây zin. Em để 350k nhá. Như bình thường các cái hàng mà nó đã ra quả như này thì ít nhất nó cũng phải có rơi vào tầm 800k một cây. Hàng mới về nhưng mà hàng này là hàng của em từ năm ngoái vẫn còn ở đây. Cô bác anh chị mình mà đang có nhu cầu mình trồng Phật thủ, hoa Phật thủ thơm lắm mọi người. Kể cả quả của nó cũng thơm, lá cũng thơm, hoa cũng thơm nhá mọi người. 350k một cây, bác nào lấy thì nhắn cho em nhá. Em sale lốt một cây đế lổi này, cây nho thân gỗ đế lổi này nhá. Em sale lốt một cây nho thân gỗ đế lổi này, 2 củ 7 bác nào lấy nhắn em, còn một cây duy nhất. Còn một cây duy nhất nhá. Đó, cây đế lổi nhá mọi người nhá. Còn đây, cho bác nào quan tâm là nó đã cẩm thạch rồi nhá. Lá của nó đã lên hàng cẩm thạch rồi. Hàng này là 850k một cây mọi người nhá. Hàng này 850k một cây. Đó, cây nó như thế này ạ. Còn đây là cây xoài đào này. Xoài đào là 350k. Xoài đào 350k này. Đây là xoài đỏ mặt trời này. Xoài đỏ mặt trời bắt đầu lên mầm rồi đây. Lên đẹp rồi nhá mọi người. Xoài đỏ mặt trời bắt đầu lên mầm rồi này. Đó, đang lên rồi, lá lon rồi. Xoài đỏ mặt trời em vẫn để 650 nhá. 650. Xoài ngón tay đây mọi người nhá. Đây, xoài ngón tay đang lên lá đây. Lên lá lên mầm đây mọi người. Xoài ngón tay này thì là em để là 470. Xoài ngón tay 470 đang lên mầm rồi. Còn đây là táo đỏ này. Táo là táo trái đỏ Thái Lan đấy ạ. Trái nó màu đỏ luôn nhá mọi người. Hôm nào em sẽ lên một cái clip thì cho mọi người rõ về cái loại này nhá. Đó, đỏ Thái Lan này. Là cái hàng này là 350k một cây nhá. 350k một cây. Thanh trà ngọt này, thanh trà Thái Lan chuẩn nhập xịn đấy ạ. Nhập xịn Thái Lan, thanh trà nhập xịn Thái Lan. Cái thằng này thì em để là bình thường là em bán 380, nay sale 320 đấy ạ. Còn số lượng còn khoảng độ hơn chục cây, 320 bác nào lấy nhắn em nhá. Chuẩn 100% hàng Thái nhập luôn nhá mọi người. Chuẩn 100% hàng Thái nhập luôn ạ. Còn đây, vải không hạt nhé. Vải không hạt cây to là 650. Cây choai là 650. Còn đâu hàng cây nhỏ này là 250 nhé mọi người nhé. Hàng cây nhỏ là 250. Bác nào lấy thì nhắn em nhé. Hàng ngọn đỏ nhé mọi người. Hàng ngọn đỏ. Hàng ngọn đỏ là không có một tị ti hạt nào đây ạ. Không có một tị ti hạt nào luôn nhé. Cây nho 12 vụ này mọi người này. Cây nho 12 vụ tán siêu đẹp. Hàng 6 triệu nay sale còn 4 triệu. Bác nào lấy hốt cho em nhé. Sale 4 triệu. Hàng này hàng 6 triệu mọi khi đấy mọi người nhá. Hàng 6 triệu em sale 4 triệu, bác nào lấy thì nhắn cho em nhá. Mọi người lấy thì comment lên cho em ạ. Thì mình một là mình comment, hai mình gọi điện cho em qua số 0967439699, cũng là số Zalo của em luôn nhá. Số Zalo của em cũng là 0967439699 luôn ạ. Cây này em để một củ 8 này mọi người, vanh 20, một củ 8 nhá. Vanh 20 một củ 8 này. Cây này một củ 4. Cây này nó ba thân, nó hơi có, nó hơi ba thân thì mà nó như này em. Cái cây này nó nhỏ hơn một chút, em để một củ tư nhá. Đấy này. 1,4 triệu đấy ạ. Cây này 1,4 triệu mọi người nhá. Đó, 1,4 triệu. Việt Tuất quất hàng nuôi thuần vườn hòa, đã thân đã hòa gỗ này. Việt quất thuần vườn, cây đã hòa gỗ, gốc to đẹp. Em để 850 nhá mọi người nhá. Em để 850, giá này em đã bao vận chuyển cho mọi người rồi nhá. Bao ship tận nhà luôn, tới nhà thì mọi người cứ kiểm tra cây chuẩn xịn đẹp như này thì mọi người lấy dùm cho em. Này. Đó. Quả sai lắm. Cái hàng này nhá là nó hàng thuần vườn thì nó sẽ không được đẹp như các cái hàng mà người ta mới về hàng đâu. Nhưng mà em đảm bảo với mọi người là cái này thì mình cực kỳ dễ chăm luôn. Cây này thì mình cực kỳ mình dễ chăm. Nó không còn như cái các cái hàng khác, nó không như cái hàng mới về. Hàng mới về thì nó tơ lon tơ đẹp ý. Nhưng mà về thì mọi người cái khả năng chết rất là cao. Nhưng cái này thì em bao sống 100% nhá. Em bao sống cho mình 100% luôn. Em còn 1, 2, 3. Em còn 6 cây nhá mọi người. Em còn 6 cây. 850k một cây, mọi người muốn chọn cây thì mọi người có thể nhắn cho em. Xong rồi em chụp ảnh qua Zalo cho mình xem nhá. Đó, cây nào, lúc nào trên cây nó cũng có hoa có quả luôn mọi người. Lúc nào trên cây cũng có hoa có quả luôn ạ.
Em còn một cây dragon đang hoa này. Đây dragon đang hoa đây. Đó, đang hoa lên như này. Đó mọi người thấy không ạ? 350k một cây nhá. À còn hai cây. Đó, cây này là 350 này. Đây, cây to đẹp này 350, còn cây bé này em để 300 nhá. Cây bé này em để 300 nhá, nó chẳng bé đâu. Nó chẳng bé đâu nhưng mà nó nhỏ hơn một chút thì em để 300k. La vàng Nam Phi này. La vàng Nam Phi đang hoa. Đây mọi người. Đó, la vàng Nam Phi đang hoa nhá. Em sale lốt mọi người còn 200k một cây. 200k một cây nhá mọi người nhá. Đây em còn một thằng nho này. Em còn một thằng 12 vụ này. Em còn thằng một thằng 12 vụ cao 1m7, 1m8 này, đang hoa từ gốc tới ngọn luôn, cây rất đẹp. Em để sale lốt 500k nhá. Em sale lốt 500k cho bác nào lấy này. Cây mushroom. Một cây nho, cây táo tàu mushroom nhá mọi người. Táo tàu mushroom này em để 650 này. Cây đang mùa tầm đẹp rồi nhá mọi người. Mushroom 650. Hồ lô đây, hồ lô cũng 650 nhá mọi người. Hồ lô nhà em đang hoa này và ngọn lên rất là mượt như này. Mướt mát mượt như này. Đó, hồ lô 650 đẹp nha mọi người nhá. Hồ lô 650 quá đẹp. Đang tầm cây đẹp lắm. Cây đẹp cực kỳ luôn ý. Đây hàng nho này, hàng nho 12 vụ là của em là 350 nhá. 350. Đây cũng là hồ lô này mọi người này. Đây cũng là hồ lô nhá, 650 nhá mọi người nhá. Hồ lô cũng 650. Trà hoa vàng 250 nhá mọi người. Trà hoa vàng này 250k này. Gốc đẹp, gốc zin. Gốc zin đẹp này. Đó, gốc zin đẹp, lên mầm ngọn đua đều khỏe nhá. Rất là khỏe này, thanh trà, à thanh mai nhá. Thanh mai 250 ạ. Thanh mai là, à em xin lỗi là thanh mai là 140k. Thanh mai là 140k nhá mọi người nhá. Thanh mai 140k. Lê Kim Ma Đài Loan là 250 còn một cây nhá. 250 còn một cây ạ. Đây, bưởi đỏ hàng Thái Lan. Ốc C này. Bưởi đỏ hàng Thái Lan đây mọi người nhá. Vẫn còn khoảng chục cây, 250k một cây nhá mọi người. Đó, 250k một cây. Còn đây là hồng nhật. Hồng nhật Fuji. Và bên trong đây là hồng Vân Sơn. Vân Sơn là 90, còn đâu Fuji là 85 nhá. Là 85k nhá mọi người. Mọi người lấy đơn hàng trên 1 triệu thì em sẽ tặng cho mình một cây hồng nhá. Lấy hàng đơn trên 1 triệu này em sẽ bao ship và tặng thêm một cây hồng. Đây là mọi người tranh thủ mua nhé. Em đang sale rất là rẻ nhé mọi người. Em đang sale rất là rẻ. Đây, lựu đây ạ, lựu Ấn Độ nha mọi người ơi. Đây, lựu Ấn Độ, cây to, siêu to này. Đang hoa chi chít, sale lốt 3 triệu rưỡi. Sale lốt 3 triệu rưỡi cho cô bác anh chị mình đang có nhu cầu mình siêu tầm các cây to như này. Mình có sân vườn, biệt thự ấy to ấy. Mình trồng cây này thì quá là tuyệt vời nhá. Đẹp lắm mọi người nhá. Ngoài ra nhà em cũng vẫn còn rất là nhiều nho. Đây như cây này là em để có một củ 7 thôi mọi người này. Đó, cây này em để có một triệu 7 thôi nhá mọi người. Cây to lắm, cây cao 2 mét luôn ý. Mà gốc to, hàng chậu đẹp này. Chỉ có 1 triệu 7 thôi mọi người nhá. Mọi người ai lấy thì nhắn cho em nhá. Cây này em để 2 triệu này, bác nào lấy này. Kiểu sự cây này to đẹp quá này. Cây này em để 2 triệu, ai lấy thì nhắn cho em nhá. Đó, cây này 2 triệu to lắm, 2 mét mấy luôn ý. Gốc hàng hơn 20, vanh hơn 20 mà hàng zin luôn mọi người nhá. Rồi em xin phép chào mọi người nhá. Ai có nhu cầu mua cây thì mình có thể nhắn tin cho em nhá. Rồi em đi làm đây, chào mọi người.